Rồi chào mấy anh em nha. Hôm nay tiếp tục mình ăn xem bán cặp chim Malai nha anh em, chim Malai non nha. Chim này thì gần 4 tháng nha anh em. Gần 4 tháng đang đang một cơm anh em. Dòng này là dòng chiêu ruộng anh em, cặp này bố mẹ là dòng chiêu ruộng nha. Chim rất đẹp bự con nha anh em. Đây, quay gần cho anh em xem nha. Đó, mình mở đường lát mình quay cho anh em xem nha. Đó. Cặp này thì bố mẹ là giống một cái anh em, cái một nha, nó dụng thổ rồi. Hôm nay xả vàng theo ego cho anh em luôn nha. Cặp này mình bán giá 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu đó. Xả vàng theo ego cho anh em luôn, nhanh gọn lẹ cho anh em đó. Anh em nào cứ nếu như cần thì alo nha. Đây cái dòng chim ha, dòng mình đeo từ nhỏ nha, phải ăn đây. Tên của mình đây ha. Bảo hành chim chống mái cho anh em luôn anh em. Đó, đây dòng chim. Rồi anh em nào cứ như cầu cứ alo trực tiếp mình nha. Hôm nay thì chim anh em mình bán chim ngôi cho anh em cũng rất là nhiều nha. Đó, chim về nó cũng giá cũng mấy này cũng rẻ, anh em dễ sưu tầm nha, anh em dễ về là đưa chơi nha. Đó, chim này thì mình cũng thả avi mình mới bắt vô vài ngày anh em. Đó, chim bên mình đều thường chuẩn theo ma chơ, thường theo kiểu ma lai hết nha anh em. Đó, thường để cho anh em về làm mồi, tập mồi cho dễ anh em. Rồi anh em có nhu cầu cứ alo mình nghe anh em.